Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Nguyễn Thi đây. Thì hôm nay sẽ là một cái thử thách 24 giờ. Nhưng mà 24 giờ này rất thích hợp, cực kỳ phù hợp với tất cả mọi người ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì mình mới vừa nghe nói là bắt đầu từ 0 giờ ngày 21 tháng 5 tất cả thành phố Hồ Chí Minh sẽ cách ly tại nhà. Hôm bữa mình cũng có hỏi ở trên Instagram của mình là mình nên làm 24 giờ gì. Thì mọi người trả lời rất là nhiều những cái mà mình phải làm một cái 24 giờ ở trong phòng. Nên là bây giờ mình làm nè, ok vào thôi. Thì tất nhiên là 24 giờ ở trong phòng là mình sẽ không được ra ngoài đúng không? Nên là mình đã chuẩn bị đồ cho mình. Đây là những thứ mà mình chuẩn bị. Mình chuẩn bị mấy chục gói mì. À không, thiệt ra là mấy gói mì. Với cả một cái tô để mình ăn mì, một đôi đũa nữa. Đó. Xong rồi ở trên đây còn có bánh và sữa và nước nữa. Nhưng mà mấy cái chai nước này hồi nãy mình quên đi chăm rồi mọi người. Nhưng mà chắc là ở trên đây còn nước. Đó. Đó là tất cả những gì mà mình chuẩn bị cho 24 giờ hôm nay. Woohoo. Và từ nãy giờ mình quên nói với mọi người là bây giờ đó là 10 giờ 17 phút. Đó. Và 10 giờ 17 phút mình bắt đầu cái challenge này. Thì nói chung là mình cũng mới vừa thức dậy thôi, nên là bây giờ chắc là mình phải đi làm đồ ăn sáng. Ok. Nãy mình quên nói mọi người, mình cũng có chuẩn bị cái này để nấu nước. Thì cái này dùng rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bấm cái nút này. Đó, vậy là nó nấu rồi đó. Chắc là ai cũng biết.
Vậy ok, như vậy là buổi sáng của mình cũng đã xong rồi đó. Chỉ vận viện trong vòng 5 phút thôi. Và bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Wow, hello. Mình cũng không biết nữa. Mọi người hãy coi tiếp nhé. Thật là xàm nách. À mọi người ơi, mình mới vừa nhận được cái đơn hàng này. Mình có nên làm ASMR unboxing không nhỉ? Tất nhiên là không rồi, tại vì mình mới vừa làm một cái ASMR rồi, nên là bây giờ mình khui hàng thôi. Oh my god. Thì mọi người ơi, hôm bữa mình có đăng một cái link đó, là cái cây dao rọc giấy này. Điều đó nó dễ thương cực. Mình cứ tưởng là nó rọc giấy thiệt mọi người, nhưng mà thật ra là cái này nó để khui hàng. Nhìn nó dễ thương không? Mình đã mua cái màu mà mình thích. Thật là dễ thương. Thôi. Mình đã rọc sâu quá để dính vô trong cái áo của mình. Chú nữa mua về chứ. Xong rồi. Làm gì tiếp đây? Mình sẽ đi xếp đồ. Kiểu như là cho cái phòng của mình nó gọn gàng sạch sẽ. Kiểu vậy. À nãy mẹ mình mới lên đó, xong cái mẹ mình đai tụi mình. Kêu là sao chú cái phòng này dở hoài nó không sạch vậy? Nên là hãy chúng ta làm cho cái phòng mình sạch hơn nào. Sau khi mà xếp đồ xong thì mình sẽ đi ra ngoài để hóng gió một xíu. Nhưng mà trời đất ơi, đã ta nói là coronavirus mà cái khẩu trang này nó không có nghe lời gì hết vậy. Còn bây giờ thì mình đi vô nhà thôi. Và sau khi đã an toàn ở trong nhà rồi thì bây giờ mình sẽ tháo khẩu trang ra. Như ở trong nhà đeo khẩu trang làm gì, ngọc thở cũng chết. Còn bây giờ thì mình sẽ mở cái laptop của mình ra và mình chơi laptop một xíu. Nhưng mà thiệt ra là nói tiếng chơi vậy thôi, mình không có chơi đâu mọi người, mà mình đang edit video cho mọi người coi nè. Cả nhà thấy mình siêng năng không? Và ok mọi người ơi, mình mới vừa edit xong. Tại vì lúc mà mình edit xong là chắc tầm 1 giờ mấy rồi. Và bây giờ mình cũng đã ăn xong luôn rồi. Nhưng mà hồi nãy mình quên quay. Mà chị Hai mình đem lên cho mình đây. Một trái dừa. Để uống trong một cái thời gian nóng nực như vậy. Sau khi mà mình đã uống dừa xong rồi thì mình lại ngồi tiếp tục edit video của mình. Nhưng mà tự nhiên cái chị Hai mình ngồi đằng sau mình, nó nhìn mình đang edit đó mà mặt nhăn như khỉ vậy mọi người. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Nói chung là mình mới vừa edit video xong nè mọi người. Thật ra là chưa xong đâu, nhưng mà bây giờ mình phải đi nghỉ một tí đã. Chứ không là mình xỉu thiệt luôn á. Như vậy là mình cũng đã nghỉ ngơi xong rồi. Còn bây giờ thì mình lại tiếp tục làm việc. Nhưng mà mình nghĩ là chờ trong ngày nghỉ mà mình cứ làm việc như vậy thì cuộc đời nó quá nhàm chán. Nên là tiếp theo sẽ là quay TikTok. Nhưng mà mình thì không có chuyên về TikTok lắm, nên là mình phải nhờ sự trợ giúp của Việt Thi dạy cho mình. Kiểu như là mấy cái điệu nhảy hoặc là biến đổi các kiểu các kiểu. Và đây là Việt Thi. Thì nói chung là bây giờ Việt Thi cũng đang tập thể dục á, nên là trong khi mà Việt Thi tập thể dục thì mình sẽ đi make up sương sương để cho lên hình cho đẹp đó mọi người. Và ok, đi thôi. Và ok, như vậy là mình cũng đã make up xong rồi. Còn bây giờ thì mình biến hình thôi. Trời đất ơi, má ơi, cái gì vậy trời? Từ từ nha mọi người, lỗi xíu, bình tĩnh, từ từ lại nha. Từ từ bình tĩnh, rồi 2, 3. Thì như mọi người thấy là cái máy của mình đang được vuốt lên rồi. Và mọi người có biết lý do tại sao không? Thì đây nè mọi người, trời đất ơi, không hiểu sao nó có thể như vậy luôn á. Phản chủ dễ sợ. Còn bây giờ thì Việt Thi đang dạy mình mấy cái vũ điệu trên TikTok á, nên là cuối cùng mình cũng nhảy được một bài ra hồn nè. Draco Soldier. She make it clap, clap, clap.
She make it clap, clap, clap. She make it killer, West Side killer. Draco, soldier. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it killer, West Side. Còn bây giờ nhìn thôi thì cả nhà cũng biết là mình đang ở đâu rồi đó. Tất nhiên là ở trong toilet rồi. Và mình đang cảm thấy rất là may mắn. Tại vì kiểu trong cái phòng của mình là có toilet luôn, chứ không là mình sẽ không được ra khỏi phòng. Và mình không được tẩy trang và mình cũng không được đi tắm luôn. Nên là bây giờ mình đang cảm thấy rất là may mắn. Và sau khi mà tẩy trang và vuốt cái máy của mình lên xong rồi thì mình bắt đầu rửa mặt bằng cái máy Bebo. Thì nói chung là cũng do hồi nãy mình make up với mọi người, nên là nếu như mà rửa bằng tay thì nó sẽ không sạch, nên là mình phải nhờ sự trợ giúp của cái máy này. Và như mọi người được biết thì rửa bằng máy sẽ sạch hơn rửa bằng tay, là tại vì trên cái máy nó có mấy cái chế độ rung rung á mọi người. Nên là cứ việc để sữa rửa mặt lên xong rồi tha là lát nữa bụi bẩn nó sẽ bay đi hết trơn luôn. Thấy ghê hồn. Nhưng mà nếu mà như vậy á thì mọi người sẽ tự đặt câu hỏi là ủa vậy còn mấy chỗ mà cánh mũi á sao nó làm sạch được. Thì yên tâm nha mọi người, trời đất ơi cái máy này nó ghê lắm, nó thấy ghê lắm mọi người. Mọi người chỉ cần áp vô á nó rung 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 là mụn đầu đen bãi trơn. Không, nhưng mà cái này mình chia sẻ thiệt á mọi người kết hợp chung với tẩy tế bào chết á rồi xong rồi rửa mặt lại bằng cái máy này á là mụn đầu đen bay cực kỳ nhanh luôn á. Kiểu là nó bay đi vèo vèo luôn á, nó bay đi luôn á, thật sự là bay đi luôn á. Ý mình là nó hết mụn đầu đen á nha mọi người, chứ không phải tự nhiên cái mụn đầu đen nó mọc cánh lên cái nó bay vèo vèo. No. Và sau khi tôi rửa cái mặt của tôi sạch bon kim kít thì tôi cứ ngỡ là tôi sẽ được đi tắm cả nhà. Nhưng mà không, đời không như là mơ. Trời đất ơi, mình quên mất là hôm nay mình có một tiết học, nên là bây giờ mình phải đi ra học nè. Ai nói nghỉ hè thì nói chứ tụi mình vẫn học bình thường nha mọi người. Nhưng mà được cái này không phải học trên lớp mà chỉ là học thêm thôi ạ. Để kiểu chuẩn bị sớm kiến thức cho lớp 12 để vô đừng bị bỡ ngỡ. Vậy đó, cho nên là bây giờ mình đi học đây. Ok, và như vậy thì mình cũng đã học xong rồi. Vậy thì đi tắm thôi. Và sau một hồi thì mình cũng đã tắm ra rồi nè. Và mọi người biết Việt Thi đang làm gì không? Việt Thi đang ngồi kể chuyện ma đó. Và ở đằng sau này còn có mẹ mình nằm nghe nữa nè. Mà mình thì sợ mấy cái này lắm mọi người, nên là bây giờ để làm cho mình đỡ sợ hơn thì mình sẽ đi nấu mì ăn. Ok, let go thôi mấy hân nhi. Và ok, như vậy là cái mì của mình cũng đã xong rồi, còn bây giờ thì mình ăn thôi. Và ok, ăn xong rồi thì nhớ đem dọn nha mấy tình yêu của tôi, chứ không là tới lúc bị la không có ai binh được đâu. Và xong xuôi hết rồi thì tôi lại ăn nữa nè. Không hiểu sao tối tới là cái miệng tôi nó thèm nhai à. Không biết có ai giống tôi không hen. Nhưng mà ok, video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Bye bye mọi người, yêu mọi người.